Chương trình tiếp sức mùa thi năm 2017 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thanh niên và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức. Chương trình sẽ được diễn ra tại tất cả các điểm thi của 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Thời gian diễn ra chương trình từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2017. Cao điểm từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm 2017. Đối tượng tham gia chương trình, sinh viên đang học tập tại các học viện, trường đại học, cao đẳng, người dân, đoàn viên, thanh niên tại các địa bàn tổ chức chương trình. Các nội dung hỗ trợ trong chương trình, thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện túc trực tại các điểm thi, tư vấn, cung cấp thông tin, chỉ dẫn cho thí sinh và người nhà thí sinh, cung cấp các bữa ăn miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh, bố trí đội hình tình nguyện tăng cường tại các khu vực cao điểm, hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực các điểm thi. Điểm chú trọng của chương trình tiếp sức mùa thi năm 2017, đảm bảo tất cả các điểm thi sẽ có đội hình sinh viên tình nguyện hoạt động, đảm bảo hỗ trợ toàn bộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các tỉnh, thành phố. Mỗi thí sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ có tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi như giới thiệu chỗ ăn, nghỉ miễn phí, trao đổi kinh nghiệm ôn thi và làm bài thi, nộp hồ sơ đăng ký vào các trường đại học, cao đẳng. Các bạn sinh viên tình nguyện tham gia chương trình hãy đăng nhập vào website của chương trình www.tsmt.org để tìm hiểu thông tin và liên hệ với người phụ trách chương trình tại địa phương. Tiếp sức mùa thi năm 2017, hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn.